sạc bom Đồng Nai. Ừ chị ship bưu điện cho em mà, cái này chị ship bưu điện cho em hết, chị đã ship code COD hết toàn quốc. 89k mà em là búp bê này. 89k luôn nhá, ai lấy thì chốt cho em nhá. Cái màu này như kiểu màu màu nu ấy, màu nu. Không có thời gian để mà mix đồ xong là mặc áo phông ấy, áo phông về cũng nhiều. Áo phông về nhiều lắm. Phú Sơn sảng bom á, chị cũng chưa biết là cái địa chỉ sảng bom là ở đâu. Sảng bom Đồng Nai. Chị chốt cho em nha. Vi ơi, cho chị cái bút. Nói chung là em cứ mặc cái chất này đi. Ok cục. Địa chỉ cho rồi đấy. Ok anh em. Nó đẹp mà, không phải là mình bán hàng mình hot hay đâu, nhưng mà không phải là chất nó đẹp ấy. Xấu thì bảo xấu nhưng mà đẹp thì bảo đẹp. 80.000 một con quá rẻ. Em bảo là em còn muốn ít áo chống nắng hết. Em còn muốn ít áo chống nắng này. Còn một để em xem nào. À cho nói còn bao còn mấy con em sell luôn đi này. Sell bố đi. Một áo nắng dáng dài nhá. Có một ít nên chỉ có một mẫu thôi. Chỉ có một mẫu thôi. 1 2 3 4 5 6 7 7 cái. Ok em nhá, chị nhận được cái địa chỉ của em rồi. Em còn 7 cái, 8 cái. 8 cái áo chống nắng luôn. Em sell 89k này. À quên nhầm, à, ở đâu? Em sell 85k. Em sell 85k áo chống nắng luôn nhá. Nhưng mà em chỉ có một mẫu này thôi ạ. Trước em đang nắng em bán 99k với cả 90k cơ. Nhưng bây giờ em sell luôn này. Em sell luôn 85k luôn rồi em này. Đây em mặc mẫu cho mọi người nhá. Em còn 7 cái. Em còn 7 cái chống nắng luôn, sell luôn đi cho nó đỡ bị lẻ. Áo chống nắng 2 lớp nhá. Áo chống nắng 2 lớp 89k một em này. Hàng 2 mặt nhá. Hàng 2 mặt ạ. Còn đúng một em mẫu XO rồi thôi. Mỗi em XO rồi thôi ạ. Mẫu này thôi. Xem like chia sẻ like lên cho em nào. Mọi người ơi nhìn này. Hàng này là cái hàng Unifo nhá. Hàng Unifo luôn. Còn 7 cái em sẽ 8 cái em sao lốt 85k luôn nhá. Mấy nước hàng về áo chống nắng hàng về tiếp em vẫn bán 99k với cả 90k cơ. Nó còn lẻ quá em sell luôn. Sell luôn để lấy gốc về nhá, thu gốc về nhá. Có một cái khẩu trang này. Một cái khẩu trang. Sell luôn 89k. Đây. Mọi người nhìn cái kỹ cho em không ạ? Mũ này sâu chưa? Kín luôn. Kín luôn này. Túi nhá. Có túi hai bên này. Có túi hai bên nhá. Và chiếc eo. Chiếc eo ở đây này. Bao cân nặng cho người 62 cân quay đầu nhá. 62 cân quay đầu này. Áo chống nắng. Đằng sau có xẻ này. Nó có xẻ đấy, mọi người mặc váy. Mọi người mặc váy lên xe không sợ bị lên khó đâu ạ. Sell luôn, còn 7 cái sell luôn 85k của em. 85k của em nhá. Ai lấy cho áo chống nắng, chút áo chống nắng cho em nhá. Đây áo chống nắng, áo chống nắng cho em nhá. Sale luôn 85k một em áo chống nắng ạ. 85k một em áo chống nắng luôn này. Chân váy này. Chân váy mặc cho công sở này. Size M nhá. Size M. Từ 55 cân quay đầu nhá. Từ 55 cân quay đầu này, 49k này. 49k chân váy này. Chào Nguyễn Hoài Thu Trang.